Ngày 27 tháng 10, Công an huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý với đối tượng Nguyễn Hữu Danh 1997, ngụ huyện Lấp Giò, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra sơ bộ, ngày 24 tháng 10, thân phụ nhỏ nhắn qua tên đã thay đổi, 2005, ngụ huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, dắt con gái tới công an tố cáo bị đối tượng Danh dụ dỗ làm chuyện người lớn. Bé qua kể có quen biết với Danh qua mạng xóm hội và thường xuyên nhắn tin với nhau. Sau đó, cả hai phát sinh tình cảm nam nữ. Mới đây, Danh nhắn tin rủ nhỏ nhắn qua đi chơi và nhỏ nhắn đồng ý. Sau đó, nam thanh niên chở nhỏ nhắn vào nhà trọ rồi dụ dỗ thực hiện hành vi giao cấu. Những lần như vậy, Danh đòi hỏi nhỏ nhắn gái 14 tuổi không được kể với ai. Gần đây, thân phụ nhỏ nhắn qua phát hiện con gái có nhiều biểu thị lạ nên gặng hỏi. Qua đó, nhỏ nhắn gái 14 tuổi đã kể lại sự việc. Bức xúc, ông dắt tới con gái tới công an trình báo. Công an đã lấy lời khai nhỏ nhắn qua dưới sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an mời Danh tới làm việc. Qua đấu tranh, nam thanh niên thừa nhận hành vi như trên. Công an đã cho gia đình Danh bảo lãnh để chờ điều tra làm rõ.